Chúng ta đã biết rằng kỳ thi thăng hạng viên chức mới nhất sẽ được thực hiện theo nghị định 115 của Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2020. Thì thăng hạng viên chức đối với giáo viên các cấp, với viên chức y tế, với viên chức hành chính rồi với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy khi chúng ta đủ điều kiện để được thăng hạng viên chức thì chúng ta phải thông qua kỳ thi. Thì như vậy chúng ta đã biết rằng kỳ thi Thăng hạng sẽ được tổ chức làm hai vòng. Cho nên chúng ta có ý định dự thi thăng hạng viên chức thì chúng ta phải chuẩn bị kiến thức. Thì vì cái vòng 1 là thi thăng hạng viên chức thì được thực hiện à, thi thực hành trên máy tính hoặc thi à, trắc nghiệm trên giấy. Như vậy vòng 1 là các môn thi đều phải thi theo hình thức trắc nghiệm. Môn kiến thức chung là 60 câu 60 phút, môn tiếng Anh 30 câu 30 phút, môn tin 30 câu 30 phút. Như vậy có nếu đơn vị tổ chức thi thực hành trên máy tính thì chỉ thi hai môn thôi, kiến thức chung tiếng Anh. Và nếu những đơn vị uh, chưa có điều kiện thi thực hành trên máy tính thì thi trắc nghiệm trên giấy thì có thêm môn tin học. Thì chúng ta chú ý chủ yếu là thi thực hành trên máy tính. Và à, chúng ta phải qua được 50% số câu trả lời đúng mỗi môn trở lên. Thí dụ môn kiến thức chung 60 câu 60 phút chúng ta phải làm được 30 câu trở lên trả lời đúng. Tiếng Anh 30 câu 30 phút chúng ta phải làm được ít nhất 15 câu trở lên trả lời đúng. Tin học 30 câu 30 phút chúng ta phải làm được ít nhất 15 câu trở lên trả lời đúng. còn có một môn bị rớt tức là có dưới 50% số câu trả lời đúng. Như vậy chúng ta chú ý vòng 1 quy định là số câu trả lời đúng chứ không tính 50% số điểm. Riêng vòng 2 là phải tính số điểm đó là môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thế thì sau khi chúng ta chuẩn bị kiến thức rồi, khi mà có thông báo tuyển sinh À, thông báo thi thăng hạng với chức chúng ta sẽ à, làm như thế nào? À, chúng ta sẽ đăng nhập à, đăng ký dự thi thăng hạng. À, chúng ta nộp cái đơn đăng ký dự thi theo mẫu à, đơn à, quy định tại nghị định 115. Sau đó chúng ta dự thi vòng 1 và vòng 2 để thực hiện theo điều 39. Và à, sau khi chúng ta thi xong mà chấm điểm xong chúng ta xác định người trúng tuyển trong khi thi thăng hạng tại điều 40 của nghị định 115 và bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp mà chúng ta đã trúng tuyển trong cái kỳ thi thăng hạng à, thực hiện điều 42. Như vậy là à, để hỗ trợ học viên ôn tập cho tốt ở vòng 1 môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học thì các thầy giáo chuyên đi dạy đã đưa ra một cái phần mềm hình thức trắc nghiệm vn để hỗ trợ học viên ôn à, vừa học câu hỏi trắc nghiệm, vừa học lý thuyết, vừa thi thử ở trên cái phần mềm hình thức trắc nghiệm vn môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin. Học viên có nhu cầu à, gọi điện cho thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn à, đăng nhập vào phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên. Việc học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên có rất nhiều tiện ích. Tiện ích thứ nhất là chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết và và tiến hành thi thử. À, các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin xem coi tự đánh giá mình đang nắm ở mức độ nào để từ đó nỗ lực cố gắng à, ôn tập được tốt hơn và nó rèn luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính à, khi kỳ thi chính thức diễn ra à, cũng thi thực hành trên máy tính thì chúng ta không bỡ ngỡ à, chúng ta có thể làm quen và nó tiết kiệm thời gian học chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết luôn trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn Đấy, thì rất phù hợp với à, cán bộ à, viên chức à, đang công tác thì có ít thời gian thì như vậy các em à, nên đăng nhập vào phần mềm hình thức trách nghiệm chấm vn à, để ôn tập các môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tiên thế còn môn à, nghiệp vụ chuyên ngành thì phần mềm nó không hỗ trợ thì sau đây thầy giáo sẽ nói về à, cái vòng một ở tại điều 39 mươi à, điều bốn điều 42 hai thì tại cái điều 39 thì môn kiến thức chung là nó phụ thuộc vào à, từng cái viên chức một ví dụ như môn kiến thức chung dành cho giáo viên cấp 1 nó khác với cấp 2, cấp 3 và mầm non cái viên chức y tế là nó khác viên chức đơn vị sự nghiệp công lập khác phần mềm nó hỗ trợ cho từng loại viên chức đến môn kiến thức chung à, môn ngoại ngữ và môn à, à, tin học đấy à, sau đó là đối với môn à, nghiệp vụ chuyên ngành thì chúng ta chú ý môn nghiệp vụ chuyên ngành thì À, đối với đối với thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 1 là cao nhất thì, thì, phải thi viết đề án thời gian 8 tiếng và bảo vệ đề án thời gian tối đa 30 phút à, theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi và thang điểm cho mỗi một bài thi là 100 điểm thì đối với chức danh nghề nghiệp và hạng 2 thì bài thi viết 180 phút và cũng thang điểm 100 và đối với thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 3 và hạng 4 thì bài thi viết có 120 phút, à, thang điểm 100. Thì chúng ta chú ý hạng 1 là cao nhất thì phải viết đề án à, 8 tiếng và có thời gian à, bảo vệ đề án là tối đa 30 phút. Và à, đối với hạng 2 thì phải có bài thi viết 180 phút thì nó nhẹ hơn đấy. Đối với hạng 3 và hạng 4 thì cũng là bài viết có 120 phút. À, sau khi chúng ta thi xong thì sẽ xác định người trung tuyến à, như thế nào là trung tuyến. Thì chúng ta chú ý là những người trung tuyến à, là những người à, phải có bài thi ở vòng 1. Là tất cả các môn thi ở vòng 1 phải đạt 50% số câu trả lời đúng trở lên. Thì à, đó là điều kiện thứ nhất. Nếu như có một môn bị rớt là đương nhiên là không được à, à, tính điểm ở trong cái vòng 2 để chúng ta xếp hàng nữa. Bị loại luôn, bị rớt rồi mà. Vòng 2 là môn nghiệp vụ chuyên ngành. Bài thi 100%. Thì, thì chúng ta xếp từ cao xuống thấp Lấy cho đến hết chỉ tiêu Đấy Thì chúng ta chú ý Còn những người bị rớt ở vòng 2 Là có điểm bài thi dưới 50 điểm Đấy, Dưới 50% điểm thì gọi là rớt Thế còn lại à, Những người mà từ 50% điểm trở lên Ở môn nghiệp vụ chuyên ngành Sẽ xếp à, từ cao xuống thấp à, Lấy cho đến hết chỉ tiêu thăng hạng. Thì nếu chúng ta mà À trên 50% à, số điểm ở vòng 2 mà lại không được thăng hạng là do hết chỉ tiêu. À, nó khác với lại bị trượt bị rớt thì ta gọi là bị hết chỉ tiêu. cho à, nên ta chưa được thăng hạng của cái năm đó để à, chúng ta phải hiểu như thế. Chứ còn tránh cái trường hợp là đi à, thi mà bị rớt thì nó cũng mang tiếng. Cho nên bị rớt tức là có điểm dưới 50% điểm ở môn vòng 2 và vòng 1 có dưới 50% số câu trả lời đúng mỗi môn thì là với với gọi là bị rớt. Vì vậy chúng ta phải cố gắng tránh cái tiếng bị rớt là chúng ta phải đạt ở vòng 1 tất cả các môn từ 50 eh, phần trăm số câu trả lời đúng trở lên. Và ở vòng 2 chúng ta phải đạt 50 số điểm của môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thì eh, chúng ta mà không bị không được thăng hạng thì gọi là hết chỉ tiêu. À, chỉ những người mà dưới 50 phần trăm à, số điểm à, ở môn nghiệp vụ chuyên ngành thì gọi là bị rớt. Hoặc những người trả lời dưới à, dưới 50% số câu trả lời đúng của mỗi môn, có ít nhất một môn ở vòng 1 và thì gọi là bị rớt, bị trượt. Đấy, cho nên cái khái niệm bị trượt là nó phải hiểu theo cái nghĩa đó, tức là những người mà có được số điểm câu trả lời đúng ở vòng 1 tất cả các môn đạt 50% trở lên và môn nghiệp vụ chuyên ngành có số điểm từ 50% điểm trở lên thì không gọi là bị rớt chúng ta chỉ gọi nữa là à, chúng ta chưa được thăng hạng do hết chỉ tiêu Đấy. như vậy các em có nhu cầu ôn tập à, vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa thi thử à, môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin ở vòng 1 thì liên hệ với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số 0912595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm hình thức trắc nghiệm vn viên để hỗ trợ môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin riêng môn thức, môn kiến thức chung thì áp dụng cho từng loại viên chức khác nhau à, như vậy các em chú ý thế và thầy giáo chúc các em thành công và cảm ơn các em